Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Bầu Sơn nói gì về việc hủy show Hiền Hồ? Sau những lùm xùm trong một khoảng thời gian gần đây, Hiền Hồ vừa bị gạch tên khỏi một livestream âm nhạc dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2022. Theo đó, ban đầu đêm nhạc mang tên Người Yêu Cũ, Bước Qua Nhau sẽ có sự góp mặt của cô và Vũ. Tuy nhiên, theo lịch đăng mới nhất, Trang sẽ là người thay thế Hiền Hồ trình diễn tại đêm nhạc này. Vietjet cũng đã liên hệ với anh Việt quản lý khu Mây Lang Thang, nơi tổ chức show diễn Người Yêu Cũ, Bước Qua Nhau để tìm hiểu thêm chi tiết. Anh chia sẻ, lần hủy show này là sự đồng thuận đến từ ba bên để không làm ảnh hưởng đến nhau trong khoảng thời gian hiện tại. Theo chia sẻ từ bộ show này, đây là lần đầu tiên anh mời Hiền Hồ diễn tại quán cà phê của mình. Giá vé cho show diễn này cũng tương đồng với những đêm diễn của các ca sĩ khác như là Hoàng Dũng, Tăng Phúc và thấp hơn một chút so với của Đồng Nhi.